Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5 ngày 30 tháng 5 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên. Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2019. Vải trứng, giống vải đặc sản thơm ngon của Hưng Yên bán được với giá cao. Điện lực Hưng Yên đảm bảo các phương án cấp điện ổn định mùa nắng nóng. Cục Quản lý Thị trường tỉnh bắt giữ gần 500 kg hàng giả, nhãn mác là giấy ăn, băng vệ sinh các loại. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã đi công tác cơ sở và làm việc với Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên. Cùng đi có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh. Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên hiện có 41 đảng viên sinh hoạt tại 6 chi bộ. Những năm qua, Đảng bộ luôn đoàn kết trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh có tốc độ phát triển vượt bậc. Hiện công ty có 14 đơn vị sản xuất với sản lượng xuất khẩu 66.000 tấn sản phẩm một năm sang thị trường Nhật Bản, đạt doanh thu trên 2.850 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 2.000 lao động với mức thu nhập bình quân 15 triệu đồng một người một tháng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí lưu ý thời gian tới Đảng bộ Tổng công ty cần tập trung làm tốt công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, phát huy năng lực tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, duy trì nền nếp sinh hoạt, chế độ thông tin báo cáo, học tập nghị quyết, đẩy mạnh phát triển đảng viên mới và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong lãnh đạo sản xuất kinh doanh phải có chiến lược phát triển doanh nghiệp đúng hướng theo chỉ đạo của Đảng, trong đó cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp tục mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo việc làm cho lao động, đặc biệt phải làm tốt công tác đối thoại, bảo đảm các chế độ chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, nhất là đối với lao động nữ, chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, tích cực tham gia các phong trào công tác an sinh xã hội tại địa phương. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chúc mừng và trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Minh Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề Chung tay vì trẻ em nghèo, phòng chống đuối nước trẻ em, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Sự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh. Năm 2018, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh đã tiếp nhận gần 7 tỷ đồng để chăm lo cho trên 60.000 lượt trẻ em, hỗ trợ phẫu thuật tim, phẫu thuật nụ cười, trao tặng học bổng, xe đạp, sách vở, đồ dùng học tập cho các trường mầm non, trường tiểu học, hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em. Mặc dù vậy, toàn tỉnh vẫn còn khoảng 9.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cần được giúp đỡ. Các tai nạn bạo lực với trẻ em vẫn xảy ra. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao việc thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần có sự phối hợp, quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện các quy định pháp luật về quyền trẻ em, phát triển đội ngũ cộng tác viên, xây dựng hệ thống chăm sóc bảo vệ trẻ em, nâng cao chất lượng tiêu chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em, đảm bảo cho trẻ em được sống và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng kêu gọi các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm tiếp tục đóng góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh. Tại buổi lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp đã ủng hộ vào Quỹ Bảo trợ Trẻ em của tỉnh khoảng 1,2 tỷ đồng. Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 45 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Nhiều cá nhân, tập thể được Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng bằng khen. Sáng nay, Đoàn Luật sư tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Sự đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đoàn Luật sư tỉnh hiện có 36 thành viên và 7 tổ chức hành nghề luật sư. Nhiệm kỳ qua, các luật sư đã tham gia hơn 800 vụ án và tư vấn hơn 2.000 vụ. Chất lượng luật sư của đoàn đã được nâng lên đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực tham gia tố tụng, lĩnh vực tư vấn và giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai. Tuy nhiên, số lượng luật sư trên địa bàn còn ít, chưa đáp ứng được hết các yêu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của người dân địa phương.
Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang đánh giá cao những kết quả mà Đoàn Luật sư tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh những việc cần phải làm trong nhiệm kỳ tới. Cần tiếp tục phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng và mạnh về chất lượng, nâng cao vai trò vị thế của Đoàn Luật sư, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu về vị trí vai trò của luật sư trong đời sống xã hội, nhất là trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, những tháng đầu năm 2019, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tích cực tham gia thảo luận với ý kiến phát biểu của đại biểu Phạm Đình Toản và đại biểu Vũ Thị Nguyệt. Tham gia ý kiến về vấn đề tài chính ngân sách, đại biểu Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đánh giá cao kết quả thu ngân sách 3 năm liên tiếp, vượt dự toán, cơ cấu thu bớt phụ thuộc vào dầu khí. Chi ngân sách chặt chẽ, bộ chi được kiểm soát tốt, cơ cấu nợ công bền vững hơn, lãi suất giảm. Tuy nhiên, còn một số hạn chế như phần thu vượt ngân sách chủ yếu từ đất đai, thu từ sản xuất chưa đạt dự toán, tình trạng phân bổ ngân sách sau kế hoạch kéo dài, giải ngân vốn còn chậm, nhiều dự án đội vốn, nợ công còn ở mức cao. Từ thực trạng đó, đại biểu đề xuất 6 giải pháp chỉ đạo điều hành tài chính ngân sách trong thời gian tới như cần nhanh chóng sửa đổi chế độ chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật cho phù hợp với thực tiễn, tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính, đẩy mạnh tự chủ trong các cơ sở công lập, đẩy nhanh việc cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả. Tham gia ý kiến về cơ chế tự chủ trong các cơ sở y tế công lập, đại biểu Vũ Thị Nguyệt, trưởng khoa xét nghiệm Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên cho rằng đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nảy sinh một số hạn chế như do chưa có văn bản hướng dẫn thi hành chi tiết, dẫn đến tình trạng các đơn vị lúng túng, thiếu thống nhất trong thực hiện, cơ chế phân cấp, phân quyền cũng chưa rõ ràng, các đơn vị được tự chủ về tài chính nhưng chưa được tự chủ về tuyển dụng nhân lực. Bên cạnh đó là những bất cập về thanh toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, giá dịch vụ y tế chưa được tính đúng tính đủ. Từ thực trạng đó, đại biểu đề nghị cần sớm ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết về tự chủ trong các cơ sở y tế công lập, phân cấp phân quyền mạnh hơn, sớm hoàn thiện quy trình thanh toán khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, có chính sách thu hút nhân tài tốt hơn nữa. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với các tin tức về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các diện tích vải trên địa bàn huyện Phù Cừ đang bước vào vụ thu hoạch. Nhiều hộ dân trồng vải trứng rất phấn khởi vì năm nay vải trứng được mùa, được giá. Huyện Phù Cừ có gần 100 ha vải trứng, trong đó 15 ha đang trong thời kỳ cho thu hoạch, tập trung chủ yếu ở xã Phan Xào Nam và đang được nhân rộng ra các xã Minh Tân, Đoàn Đào và thị trấn Trần Cao. Nhiều hộ trồng với diện tích lớn như ông Mai Văn Diện, Nguyễn Văn Vì, Nguyễn Văn Chiến, hiện tại vườn nhà ông Vì ở xã Phan Xào Nam vẫn còn cây vải trứng 150 tuổi. Năm 2018, xã Phan Xào Nam đã thành lập hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tiến để bảo tồn và phát triển giống vải quý này. Giá trị của cây vải trứng này so với vải đai u thì khi thu hoạch thì cây vải này để ở ngoài tự nhiên từ 3 đến 4 ngày là cái quả vải là màu vẫn giữ nguyên màu sắc. Quả rất to, mã là rất đẹp, mà chất lượng thì ngọt sắc từ 18 đến 22 quả một cân. Hiện nay là chúng tôi ký với lại một số xã là xuất các cái cành chiết để mở rộng vùng vải, thí dụ như là Đoàn Đào, rồi Trần Cao. Thành quả của cái vải trứng này nếu như mà người có kỹ thuật mà làm nên hơn chốn thì nó giá trị sản phẩm cao nhất. Vì một cây có khi nó chỉ nằm trong 5 mét vuông thôi có thể cho thu hoạch từ 350 cân đến 400 cân kg trên một cây, nó có thể cho tới 20 triệu. Vải trứng là giống vải khó tính, thông thường cho thu hoạch cách năm, tức là một năm có hoa và một năm không có hoa. Tuy nhiên do áp dụng kỹ thuật tốt, trồng vải theo quy trình Việt Gáp, nhiều hộ trồng đã khắc chế được hạn chế này để vải ra hoa đều hàng năm. Năm nay sản lượng vải đạt khá, toàn huyện Phù Cừ ước thu trên 15 tấn vải trứng. Hiện nay các diện tích đã được đặt mua hết tại vườn để làm quà biếu với giá trung bình từ 50 đến 70 nghìn đồng 1 kg. Những năm vừa qua, cái sản lượng vải trứng của Phan Xào đã được nâng cao.
đặc biệt của cái vải trứng Phan Xào là nó giá trị, thơm, ngon và mẫu mã đẹp. Thời gian tới thì được huyện ủy, ủy ban huyện cho phép quy hoạch mở rộng ra 79 ha. Thế và đang làm cái kế hoạch tuyên truyền để cùng với người dân, cùng với sở khoa học để xây dựng một cái quy trình chăm bón tốt nhất, thuận nhất, cụ thể nhất. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan cùng với huyện Phù Cừ, huyện Ân Thi mở rộng diện tích trồng vải trứng trên các vùng đất phù hợp để khai thác giá trị kinh tế từ cây vải đặc sản này. Vải trứng là giống vải ngon, đặc sản chỉ có ở Hưng Yên, tuy nhiên diện tích trồng còn ít, trong khi thị trường tiêu thụ vải trứng có nhiều thuận lợi hơn. Thời gian thu hoạch trước khi bước vào vụ vải thiều khoảng một tháng. Vải trứng Hưng Yên có vị thơm ngon, cùi vải dày giòn và khô nước, trọng lượng quả to, khoảng trên dưới 20 quả 1 kg, mã quả tươi, hồng, hấp dẫn. Nhờ chú trọng làm tốt công tác vận động tuyên truyền đến người dân để nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ năm 2018 đến nay, huyện Tiên Lữ đã thu được gần 3 tỷ đồng từ xử lý đất dôi dư, xen kẹp. Theo chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Tiên Lữ, từ năm 2018 đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện đã xét duyệt xử lý đất dôi dư, xen kẹp được 26 trường hợp với diện tích trên 1.400 m², trong đó một số địa phương xử lý được nhiều như ở thị trấn Vương 19 trường hợp với diện tích gần 800 m², xã Nhật Tân 6 trường hợp với diện tích trên 400 m². Hiện nay, huyện đang tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các địa phương thành lập tổ công tác, cử cán bộ chuyên trách trực tiếp hướng dẫn người dân kê khai, ra soát để đẩy nhanh tiến độ xử lý đất dôi dư, xen kẹp, tạo thuận lợi trong công tác quản lý đất đai, đồng thời huy động được nguồn vốn để các địa phương đầu tư xây dựng nông thôn mới. Văn Giang hiện còn hàng trăm vi phạm đất nông nghiệp đến nay chưa giải tỏa. Đáng nói, trong đó có cả vi phạm làm nhà ở và làm địa điểm kinh doanh. Tại xã Nghĩa Trụ, ngôi nhà này trước đây là chuồng nuôi nhưng mấy đây đã được cải tạo trở thành quán kinh doanh. Còn đây là vi phạm tại xã Vĩnh Khúc, trước đây nó vốn là khu ruộng canh tác, nay là mặt bằng kinh doanh vật liệu Lý Tưởng. Theo thống kê mới nhất, huyện Văn Giang đang tồn tại trên 1.000 vi phạm với các hình thức như xây nhà, lều lán và một số công trình khác trên đất nông nghiệp với khoảng 1.400 m², nhiều nhất là xã Nghĩa Trụ với trên 200 trường hợp, xã Tân Tiến 104 trường hợp và xã Mễ Sở gần 100 trường hợp. Được biết, huyện Văn Giang đã chỉ đạo các xã đẩy mạnh tuyên truyền vận động để các hộ tự tháo dỡ, đồng thời xây dựng kế hoạch cưỡng chế giải tỏa với các hộ cố tình chây ỉ sau ngày 30 tháng 6. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên hiện đứng thứ 7 toàn quốc về tiêu thụ điện, sản lượng điện thương phẩm quý 1 năm 2019 đạt gần 895 triệu kWh, tăng gần 7,5% so với cùng kỳ. Dự báo trong quý 2 và quý 3 năm nay, lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh sẽ tăng từ 12 đến 20% so với cùng kỳ năm 2018. Để đảm bảo cấp điện tốt nhất cho sinh hoạt và sản xuất, ngành điện Hưng Yên đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Để thực hiện tốt việc cung cấp điện trong đợt cao điểm nắng nóng ngay trong quý 1, toàn ngành đã xây dựng kế hoạch triển khai hoàn thành việc thí nghiệm đối với 100% trạm biến áp, trong đó có 11 trạm biến áp 110 kV và trên 4.000 trạm biến áp phân phối cung cấp cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và các trạm bơm chống úng. Hoàn thành việc đảo gần 2.000 trạm biến áp nhằm cân tải cũng như lắp đặt bổ sung 79 trạm biến áp trong khu dân cư. 100% đơn vị điện lực chi nhánh trực thuộc công ty hoàn thành diễn tập 5 nội dung như diễn tập xử lý nhanh sự cố điện, diễn tập tìm kiếm cứu nạn và phòng chống thiên tai, diễn tập an toàn, diễn tập điều khiển xa và diễn tập xử lý nhanh kênh truyền dẫn. Nhằm đánh giá cái sẵn sàng của các đơn vị trong việc là phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng như là xử lý nhanh sự cố lưới điện thì các đơn vị cũng đã đạt được cái yêu cầu đề ra của buổi diễn tập là sẵn sàng ứng phó với cái thiên tai bão lũ trong năm 2019. Là huyện có diện tích tự nhiên và dân số lớn nhất tỉnh, Điện lực Khoái Châu cũng đã hoàn thành việc xóa điểm điện áp một pha cung cấp cho sinh hoạt yếu, đảm bảo điện áp cung cấp tại các điểm cuối tuyến đạt xấp xỉ 220V. Theo đó, đơn vị đã luân chuyển 32 trạm đầy tải và non tải nhằm điều chỉnh phụ tải và lắp đặt mới 8 trạm biến áp mới. Trong cái thời gian vừa qua, thì Điện lực Khoái Châu cũng đã tổ chức triển khai rất nhiều các cái giải pháp trong cái công tác quản lý, kỹ thuật và vận hành. Thì đến nay là trên lưới điện huyện Khoái Châu là không còn máy biến áp vận hành đầy và quá tải. Thứ hai là khắc phục xử lý các cái khiếm khuyết trên lưới điện
sau kiểm tra bằng camera ảnh nhiệt với các khiếm khuyết phát hiện được trong quá trình kiểm tra định kỳ và khắc phục các khiếm khuyết lưới điện hạ thế như phát quang hành lang, bổ sung các cái vật tư thiết bị để đảm bảo cái lưới điện vận hành an toàn. Và đến nay thì trên lưới điện Khoái Châu thì không còn cái điểm điện áp thấp nhỏ hơn 180V. Qua thống kê cho thấy toàn ngành đã đầu tư gần 30 tỷ đồng để sửa chữa thay thế và lắp đặt mới thiết bị điện cũng như chi kinh phí cho các hoạt động phụ trợ gián tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh điện năng trên địa bàn. Trong đó số ngày công của công nhân ngành điện sửa chữa và lắp đặt trên lưới trung bình đạt xấp xỉ 350 công một ngày đêm trong dịp từ tháng 2 đến tháng 3 vừa qua. Và những ngày đỉnh điểm của nắng nóng mùa hè năm 2019 này dự kiến là tháng 6, tháng 7 là theo dự báo có nền nhiệt cao hơn năm 2018. Công ty Điện lực Hưng Yên đã xây dựng là kịch bản đảm bảo điện cho phương án này. Các vật tư dự phòng được là chuẩn bị đầy đủ theo phương án và các công việc là khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện là kết thúc ngày 28 tháng 4 để tập trung cho vấn đề đảm bảo điện. Và phấn đấu là trong tháng 5 này đưa vào vận hành thêm một cái máy biến áp 110 kVA. Là T2 Minh Đức là công suất là 63.000 kVA. Đến thời điểm này, qua đánh giá trên địa bàn tỉnh không còn tình trạng khách hàng phải sử dụng điện áp yếu dưới 180V và cắt điện không có kế hoạch. Đây là nỗ lực phấn đấu của toàn ngành nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho tất cả các đối tượng, đặc biệt là trong mùa cao điểm nắng nóng với nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Mỹ có thêm 5 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 32 trường. Các trường mới được công nhận chuẩn quốc gia gồm có trường Mầm non Hoàn Long, Mầm non Ngọc Long, trường Tiểu học Tân Việt và các trường Trung học cơ sở Hoàn Long, Tân Việt. Trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay, khối Mầm non đã có 7 trường đạt chuẩn quốc gia, khối Tiểu học có 14 trường đạt chuẩn quốc gia và Trung học cơ sở có 11 trường đạt chuẩn quốc gia. Từ nay đến cuối năm, huyện Yên Mỹ phấn đấu có thêm 5 trường đạt chuẩn quốc gia. Các địa phương đang tích cực xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp học, phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 5 y tế, văn hóa, giáo dục, đảm bảo mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới trong năm nay. Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu luôn tích cực tuyên truyền đến các thành viên thực hiện tốt công tác phân loại rác thải và xử lý ngay tại hộ gia đình, góp phần giảm thiểu lượng rác thải, đem lại không khí trong lành tại địa phương. Hội Phụ nữ xã Đông Ninh hiện có trên 1.100 hội viên, được chia làm 5 chi hội. Sau hơn 2 năm đi vào thực hiện mô hình thu gom và xử lý rác thải tại gia đình, hội đã từng bước nâng cao được ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông và hình thành thói quen phân loại và xử lý rác tại nguồn. Bên cạnh đó, hội cũng thường xuyên tuyên truyền và kiểm tra đến từng hội viên về ý thức phân loại rác tại gia đình. Trong đó hầu hết rác thải sau khi xử lý tại hộ gia đình đều làm phân bón cho cây trồng tại vườn. Việc làm này của Hội Phụ nữ xã Đông Ninh đã góp phần giảm diện tích đất dành để chôn lấp rác, giảm được nguồn lực đầu tư cho công tác thu gom rác thải và tạo nguồn phân bón hữu cơ chất lượng tốt cho cây trồng, đem lại bộ mặt nông thôn của xã thêm xanh, sạch đẹp. Nằm trong chương trình điều tra tình hình nhiễm virus viêm gan B, viêm gan C tại cộng đồng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hưng Yên đang tiến hành khám sàng lọc miễn phí viêm gan virus B và C cho người dân ngay tại các địa phương. Chương trình khám sàng lọc sẽ được tiến hành tại các huyện Khoái Châu, Ân Thi, Phù Cử, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Người dân sẽ được các y bác sĩ thăm khám, lấy máu xét nghiệm để xác định bệnh nhân có nhiễm viêm gan virus B, C không. Sau một tuần, kết quả sẽ được trả về từng người dân. Dựa trên kết quả đó, những bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được tư vấn xuống bệnh viện để thực hiện các xét nghiệm tiếp theo, kiểm tra chức năng gan cụ thể, đo tải lượng virus, từ đó có hướng điều trị kịp thời. Nếu bệnh nhân nằm ở ngưỡng cần điều trị thường xuyên, sẽ được hướng dẫn điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh, cấp sổ điều trị ngoại trú, thường xuyên được thăm khám và cấp phát thuốc theo chế độ bảo hiểm y tế tại viện. Vừa qua, đội 1 Cục Quản lý Thị trường tỉnh phối hợp với Công an thành phố Hưng Yên đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ số lượng lớn giấy ăn băng vệ sinh làm giả các thương hiệu nổi tiếng. Qua kiểm tra tại cơ sở kinh doanh của anh Nguyễn Văn Linh sinh năm 1989 ở thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, các lực lượng chức năng đã thu giữ 240 gói băng vệ sinh và hơn 700 bịch giấy ăn mang một số thương hiệu lớn trên thị trường với tổng trọng lượng hơn 400kg. Chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, cơ quan chức năng đã gửi mẫu hàng đi thẩm định. Kết quả toàn bộ số hàng trên là hàng giả các nhãn mác thương hiệu nổi tiếng để đánh lừa người tiêu dùng.
Chủ hàng khai nhận số hàng này được mua tự do tại làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh về để bán kiếm lời. Các lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu tiêu hủy toàn bộ số hàng trên và xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hàng Nguyễn Văn Linh ở thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, số tiền 13 triệu đồng. Ngày 29 tháng 5, tại nhà văn hóa xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Tòa án Nhân dân tỉnh đã xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Đặng Ngọc Duy có chỗ ở thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, tối ngày 26 tháng 12 năm 2018 tại nhà nghỉ Hải Vân 1, xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm, bị cáo Duy đang có hành vi tàng trữ trái phép 21,61 gram methamphetamine và 5,474 gram ketamine thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắt quả tang. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bản thân là người nghiện ma túy và hành vi của bị cáo đủ cấu thành tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Duy 7 năm 6 tháng tù. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.